Bể thủy sinh mini thì bên shop có nhận làm chân kệ gỗ không? Dạ vâng, đây là một câu hỏi của một khách hàng thì hôm nay mình có quay lại clip cho mọi người tham khảo nhé. Dù là bể nhỏ thì bên mình vẫn nhận làm chân thủ bể cá các kích thước theo yêu cầu nhé. Ở trong clip là một combo bể có kích thước là chiều dài 40, chiều rộng 30, chiều cao 30cm, đầy đủ phụ kiện bao gồm bể, đèn, lọc. Phần trang trí là một chút cây cắt cắm mang phong cách Hà Lan. Ở dưới thì mình có rải cốt lèn và bên trên mình rải một chút sỏi ba màu để giúp cây bám rễ và phát triển mọi người nhé. Chơi phong cách này thì mọi người nên dùng đèn tốt một chút và có CO2 thì cây cối sẽ phát triển đẹp hơn. Bể này thì mình cũng mới setup thôi, cây cối mới chỉ kịp bám rễ và chưa phát triển. Sau một tháng thì cây cối sẽ cao lên đến tận mặt nước mọi người ạ. Ở bên trong thì mình có thả một chút dòng cá beta thủy sinh. Dòng beta này thì nó sẽ không hề đánh nhau bởi vì nó toàn là cá mái. Quay trở lại chân tủ bể cá thì nó có cả cánh cửa mở ra để mọi người có thể để thức ăn, để cám hay là để thuốc men vi sinh mọi người nhé.